Rồi. Hôm nay thank you bên lên gia chủ Hoàng Thành Thùy. Ăn thank you bên. Nấu bún bò Huế đấy. Bún bò Huế đó. Bún bò Huế dân người miền Tây nào. Bún bò Huế Cần Thơ. Bánh ếch trăng người miền Tây làm luôn. Kéo bọc vô nướng ha. Là hấp. À hấp. Cái này là hấp. Đây là kéo bọc vô ăn này, uống này. Happy Thanksgiving. Look at me. Ở tại buồn. Em đúng rồi,
mẹ mẹ đang hấp hấp bánh. Rồi đâu được. Ngồi ngồi về về ôm cái đó, coi ghê đó. Bánh này là bánh không lan này. Xong mở con bún nấu luôn. Bỏ ăn vừa thôi, bỏ ăn ít thôi. Nhớ mẹ cái chị biết biết là mẹ. Thank you, Ben. Ben, dạ chú Hoàng ăn bún trưa. Mm-hmm.
Rồi. Chủ cho bếp mới làm xong mẹ cho ra lên ăn nè. Happy Thanksgiving. Bún bò Huế, Cần Thơ. Bún bò Huế chứ mà người Cần Thơ nào đó. Có mùi đặc biệt. Vừa nửa Cần Thơ đó. Mùi về em phải nó có mùi tùy ăn xong rồi tràn miệng bánh trưng nè. Vậy bà có mắt trống vậy hả? người làm người nấu lấy luôn mà được. Cái chi không phải từ hẳn mới dư. Giờ ăn bụng xong rồi chuyện qua ăn bánh. Ăn chưa?
Chị cho xin đi lại được.